Rồi, hello chào các bạn ạ. Chiều hôm nay mình đi tập thể dục nơi khu mình đang ở đây các bạn ạ. Chiều hôm nay mình lên đây thì mình thấy cái đơn vị thi công người ta làm, người ta rải nhựa đây là các bạn này. Mấy ngày nay mình thấy xe pháo người ta làm ở đây rồi, người ta sang mặt bàn lại hết mặt bàn các bạn này. Đây đây mình thấy người ta đang thảm nhựa. Khu này theo mình rất là đẹp các bạn, đất rất là vuông vắn các bạn. Tuy diện tích nó không có lớn, chỉ vài hecta thôi, nhưng mà đất rất là đẹp các bạn, rất là thoáng các bạn ạ. Ở đây ra đường chính có vài chục mét thôi các bạn. Đó, đường phía trước mặt chúng ta là đường Trường Sa đó. Từ đây các bạn đi ra một đường, hai đường nữa thôi là tới đường chính rồi. Khu này là mình thấy người ta làm điện âm hết các bạn này. Còn những cái dây điện này man chắc là tạm thời thôi. Khu vực này mình thấy người ta làm rất là bài bản các bạn. Cái vỉa hè các bạn thấy người ta làm này rất đẹp này. Có đường lắp đá này, có đường băng vàng rất là đẹp này. Ngày mai xe người ta mấy bữa lần mới trải một mặt hàng một lớp thôi, bây giờ cũng trải thêm một lớp nữa. Đầu kia người ta mới xây dựng một cái khu này, mình được nghe biết có một số lô đã có sổ rồi các bạn. Mấy ngày nay mình thấy xe pháo nó bàn phía trước mặt chúng ta là công viên đó các bạn. Đó, mình thấy nhựa thảm rất đẹp các bạn này. Ở đây là có hố ga này, đây có hố ga tưới nước các bạn ha. Là mình thấy thảm rất đẹp, nó vừa y cái nắp gang luôn. Mua hướng này là hướng đông các bạn ạ, hướng ra biển này. Còn cái đoạn này mình nghĩ trong vòng ngày mai ngày mốt vậy đó, trong tuần này người ta thảm là xong rồi các bạn. Ở ngày hôm nay người ta rải một lớp nhựa mỏng lên rồi. Đây là công viên các bạn này. Đây, toàn bộ khu này là công viên các bạn, rất đẹp. Để mình tới mình coi cho các bạn xem này. Khu chỗ này nó có vấn đề gì đó rất là lâu rồi các bạn. Hôm nay mình mới thấy họ thi công trở lại. Các bạn thấy không? Toàn bộ khu này diện tích không lớn, nhưng mà họ vẫn bố trí một cái khoảng đất thì mình cũng khá là lớn để người ta làm cái công viên các bạn này đó. Các bạn thấy rất là tuyệt vời này, đây, đại công viên này các bạn này. Bên này cũng có một cái công viên nữa các bạn. Ở diện tích công viên rất là lớn các bạn. Chủ đầu tư này dành một cái khoản dành cho công viên, mình thấy rất là thỏa đáng các bạn. Một khu dân cư hoặc là một khu đô thị nào đẹp hay không là nó nhờ công viên này. Cách rất là xa các khu tái định cư các bạn. Các khu tái định cư ở Đà Nẵng mình, một số nơi hồi đó người ta chưa quan tâm đến làm công viên các bạn ạ. Chỉ thấy nhà mà nhà thôi. Thời gian nhìn rất là xáo, bức bí lắm. Người dân khi người ta về người ta ở rồi là không có chỗ để sinh hoạt, rất là bất tiện các bạn. Chỗ này mình thấy người ta đã ban ủi hết rồi các bạn này, rất là đẹp này.
thấy người ta ban ủi rồi nè. Đây là con đường nội bộ mà này, vài bữa nữa người ta trồng hoa ở đây. Mình ra hành quay cho các bạn xem. Đây vỉa hè các bạn thấy người ta làm rất là bài bản các bạn ạ. Vỉa hè tầm tầm khoảng 3 mét. Các bạn thấy đá này, đá ở đây có hai loại màu khác nhau này. Các bạn thấy không? Rất là bài bản. Nhựa này người ta đã đổ một lớp nhựa nám rồi, trong vòng ngày mai nữa là người ta cho thảm. Còn trước mặt chúng ta là một cái hồ đất rất là lớn các bạn. Từ đầu này đến đầu kia là hơn 1 km các bạn ạ. Sau này làm cái gì thì mình chưa biết, nhưng mình nghĩ chỗ này làm rất là đẹp. Đây là điện âm hết các bạn này, đây hệ thống điện đây. Còn cái này mình nghĩ rằng chắc là cấp quan. Đó, bây giờ những khu đô thị hiện đại người ta làm như thế nào hết các bạn. Mình vừa đi mình vừa kể cho các bạn tình hình Covid của Việt Nam hiện bây giờ cũng chưa có dấu hiệu dừng lại các bạn ạ. Thành phố Hồ Chí Minh như các bạn biết là ngày hôm qua đã thực hiện giãn cách xã hội thêm 14 ngày nữa. Trước đó là 15 ngày rồi. Như vậy thì năm nay dân thành phố Hồ Chí Minh được ở nhà đến 30 ngày các bạn. Ở nhà như vậy không có sướng ít gì được lên đâu các bạn ạ. Đầu rồi đọc báo mình thấy rất là nhiều người dân kinh tế của họ phụ thuộc vào buôn bán đường phố các bạn này. Bây giờ thực hiện giãn cách xã hội, thu nhập của họ giảm rất là sao các bạn. Dường như Việt Nam chúng ta đang bị thấm đòn rồi. Hai năm nay bức xô rồi các bạn. Ngày hôm qua mình đặt một cái tin nữa mà không biết là các bạn có theo dõi báo chí không, là hãng bay Vietnam Airlines của chúng ta 6 tháng đầu năm nay là lỗ thêm 10.000 tỷ nữa các bạn. Coi như là vốn điều lệ là âm. Nhà nước mà không có giải pháp là có khả năng là tuyên bố phá sản đó các bạn. Các bạn thấy một cái hãng bay rất là nổi tiếng, niềm tự hào của Việt Nam của chúng ta các bạn, bây giờ là rơi vào một cái tình cảnh cực kỳ là xấu. Như các bạn biết cách đây mấy năm, những cái công ty lớn của nhà nước, ví dụ như là Vinasin, Vinaline, có một thời gian dài là nhà nước bao cấp, đưa tiền cho ổng làm, thời gian là nó bạn là bể hết trơn luôn. Sau này là tuyên bố phá sản hết các bạn, để là một cái món nợ rất là lớn, gần 5 tỷ đô la các bạn, 100.000 tỷ đó. Còn biết rằng ông hàng không này, nhà nước có giải pháp nào để cứu ông không? Nếu để ông phá sản rất là nguy hiểm các bạn. Hàng không không những nó quan trọng về đưa khách mà còn vấn đề an ninh quốc gia này các bạn nhé. Cách đây mấy ngày mình đọc tờ báo ở Vịnh Hạ Long các bạn nè, hơn 500 chủ tàu đã viết đơn kêu cứu Thủ tướng Chính phủ, đề nghị có những giải pháp giãn nợ. Chứ còn hiện bây giờ là hơn một năm nay là các chủ tàu cũng kiệt sức luôn rồi các bạn. Mình đọc tờ báo đó mình cực kỳ xúc động các bạn. Hơn một năm nay các chủ tàu là dường như là không nhận cái gói hỗ trợ của Chính phủ. Dường như cứ tới kỳ là các ngân hàng vẫn tiếp tục thúc các chủ tàu phải trả nợ, còn không là quá hạn người ta phạt rất là nặng các bạn. Người ta cầm cự hơn một năm nay, mình nói các bạn là chịu không nổi rồi, bức xô rồi các bạn. Nghe kể rất là tội, rất là thảm các bạn. Hơn một năm nay mình nói các bạn là nhiều khi là phải đi vay khắp nơi luôn,
vai bạn, vai bè, vai anh em. Mà bây giờ là vai cũng không được nữa các bạn. Tại vì bây giờ vai nhiều quá rồi. Vai mượn anh em trong gia đình mà bữa nay cũng bức xô rồi, vai không nổi nữa. Tình trạng này có khả năng là cùng cái dài các bạn ạ. Cái cách chống dịch của chúng ta lúc đầu Nga nó hợp lý, đó là thực hiện giãn cách xã hội. Nhưng bây giờ như các bạn biết, thực hiện giãn cách xã hội để lại những hậu quả rất lớn các bạn ạ. Đó là người dân không có việc làm, doanh nghiệp giảm sút. Các bạn biết thành phố Hồ Chí Minh một ngày làm biết bao nhiêu tiền. Bây giờ ở nhà như vậy thì thiệt hại nó rất là lớn các bạn. Một số chính quyền, một số tỉnh các bạn này, họ không có hiểu về kinh tế các bạn ạ. Cái gì mà người ta làm không được, người ta lo sợ nó lây lan, sợ bị kiểm điểm phê bình, cho nên người ta ngăn cấm. Thực hiện cái chính sách là ngăn sông cấm chợ. Cấm như vậy rất là dễ các bạn. Cấm phát là coi như là dân không ra đường nữa. Còn Lương Hướng thì mấy ảnh vẫn lãnh đủ thôi. Đâu có hiểu một điều rằng thiệt hại của người dân và doanh nghiệp rất là lớn. Cho nên mấy ảnh cứ đề xuất cấm miết. Bây giờ cái chính sách của chúng ta thực hiện như vậy, nó bộc lộ những cái nhược điểm rồi. Nếu thực hiện giãn cách xã hội như thế này kéo dài rất là mệt mỏi. Tất cả các ngành hiện bây giờ cũng đang bức xô rồi các bạn. Đoạn này mình thấy người ta trồng một số cái cây mới trồng đây các bạn này. Mới trồng ngày hôm nay thôi. Hồi bữa hôm qua mình đi mình chưa thấy. Ngày nay mình thấy xe pháo người ta đã dồn quân về đây rồi. Cái đoạn này nó không có lớn, làm trong vòng khoảng một ngày hai ngày là xong thôi các bạn. Ngày hôm qua bây giờ Đà Nẵng rất nắng nóng các bạn. Nhiệt độ lên 36-37 độ. Trời này mà anh em nó trời nắng nóng như thế này, anh em làm cũng rất 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 là khổ các bạn này. Nắng nóng gặp nhựa đường nữa, như các bạn biết là nóng kinh khủng rồi. Bây giờ công việc phải làm thôi chứ biết sao giờ các bạn. Đợt dịch vừa rồi nó các bạn là nó đánh vào trái tim của nước Việt Nam của chúng ta đó các bạn. Đó là Sài Gòn, Hà Nội, các khu công nghiệp. Còn vaccine thì như các bạn biết là mình rất là chậm chân các bạn. Không biết quá trình chúng ta thương lượng như thế nào mà hiện bây giờ số lượng của chúng ta rất là nhỏ giọt. Ngày nào chưa có Covid tiêm cho người dân, ngày đó chúng ta chưa có thực sự mở cửa nền kinh tế một cách hoàn toàn được. Sự giãn cách xã hội nó luôn luôn treo lơ lửng trên đầu của chúng ta. Được rồi, có một nghĩa cử đất nước Nhật Bản rất tuyệt vời các bạn. Mặc dù dân họ chỉ tiêm khoảng 17% dân số thôi, đứng trước cái dịch quá lớn của Việt Nam như vậy, được rồi người ta ủng hộ mình 1 triệu liều các bạn ạ. 1 triệu liều tại thời điểm này nó các bạn là vô cùng quan trọng. Mình nghĩ rằng 1 triệu liều đó ưu tiên tiêm cho những người trong ngành y tế trước. Thứ hai là công nhân các bạn. Công nhân làm trong các nhà máy sản xuất là phải ưu tiên tiêm chủng. Vì họ là những người lao động trực tiếp để tạo ra sản phẩm trong cái thời điểm này cực kỳ quan trọng. Như các bạn biết, những cái nhà máy ở Bắc Giang, Bắc Ninh là những cái nhà máy mang tầm cỡ quốc tế. Nếu kéo dài như vậy là ảnh hưởng đến cái sản phẩm đầu ra, có khả năng là làm đứt gãy chuỗi cung ứng sản phẩm ra toàn thế giới. Ví dụ như nhà máy Sơn Sum mình nói các bạn là cả mấy chục ngàn công nhân. Một tháng như vậy người ta sản xuất ra cả mấy triệu sản phẩm. Mà chúng ta không có những giải pháp kịp thời đối với lực lượng công nhân này là nguy cơ của Việt Nam chúng ta còn thiệt hại rất là lớn các bạn. Đầu vừa rồi Thủ tướng Chính phủ chúng ta cũng điện sang Thủ tướng của Trung Quốc đề nghị hỗ trợ một số vaccine Trung Quốc đó. Số vaccine Trung Quốc nó có tiêm chủng cho ai thì mình không có biết.
Nhưng mình nghĩ rằng số sinh đó cũng để dành tiêm cho những chuyên gia Trung Quốc hoặc là lao động Trung Quốc thôi. Còn dân mình nghĩ rằng họ thấy cũng chưa được yên tâm lắm. Đó, khu này nó tới đây là hết rồi các bạn. Đây là đường Minh Mạng đây. Ra mấy chục mét nữa là đường Trường Sa. Các bạn thấy rất là thuận tiện giao thông, rất là đẹp các bạn. Vâng, ngày nay mình đi tập thể dục, mình thấy khu này mình đã rất là thường hay đi. Nhưng mà ngày hôm nay có điều thay đổi. Thứ nhất là người ta ban, người ta làm công viên, người ta trồng cây này. Thứ hai, người ta thổm nhựa này. Cho nên mình quay, mình chia sẻ một số hình ảnh đến với các bạn như vậy thôi. Rồi, bye bye, chào các bạn ạ.